Snowpiercer ra mắt năm 2013 là bộ phim đầu tay của Bong Joon-ho khi gia nhập Hollywood. Snowpiercer, bộ phim hợp tác giữa ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Pháp. Năm 2014, 79 quốc gia phóng chất làm lạnh lên bầu khí quyển để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Biện pháp này có hiệu quả rõ ràng, nhưng họ đã quá tay, khiến trái đất bước vào kỷ băng hà, nền văn minh của nhân loại bị xóa sổ. Những kẻ sống sót lên chiếc tàu do Winford chế tạo, bắt đầu đi vòng quanh trái đất để tránh rét. Sau 17 năm, trên tàu đã phân chia giai cấp xã hội. Những hành khách sống ở đuôi tàu thì không có gì ngạc nhiên cả. Họ trở thành người ở đáy xã hội. Xếp hàng nào, ngồi xuống, quân đội kiểm đếm số lượng người dân ở đuôi tàu. Đây là lần đầu tiên bộ phim nói bóng gió về lịch sử. Những hành khách ở đây không những phải sống trong điều kiện tồi tàn, mà còn phải chịu sự đàn áp vô nhân đạo của quân đội, không có nhân quyền. Curtis vừa xuất hiện đã thể hiện rõ mình là nhân vật chính. Lũ khốn kiếp đó, giờ vẫn chưa đến lúc. Thế bao giờ mới đến lúc? Sớm thôi. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Có hai nhân tố thúc đẩy Curtis lên kế hoạch nổi dậy. Yếu tố trực tiếp là những tin tình báo mà một kẻ ẩn danh ở tiền tuyến liên tục truyền tới. Còn yếu tố căn bản chính là mục tiêu cách mạng của anh. Khống chế được động cơ tàu cũng là khống chế được cả thế giới. Không làm được điều đó thì chúng ta chẳng có gì cả. Ý cậu là sao? Chúng ta phải có được động cơ tàu. Động cơ tàu cũng giống như quyền lực tối cao trên chuyến tàu này vậy. Curtis muốn lật đổ chủ nhân của nó, cũng chính là người đứng trên đỉnh, quyền lực mạnh mẽ nhất của chuyến tàu này, Winford. Từ đó cách mạng sẽ thành công triệt để. Đồng thời đề cử Gilliam Đức Cao vọng trọng lên lãnh đạo. Gilliam hơi do dự về kế hoạch của Curtis. Thái độ này và cảnh đặc tả Winford chính là điểm báo lớn nhất cho cả bộ phim. Mục tiêu đầu tiên của cuộc nổi dậy cũng được đặt ra. Đó là tìm ra người mấu chốt có thể mở cửa an toàn giữa các toa xe. Nam Gong Min-su, ông ấy là chuyên gia về hệ thống an ninh, bây giờ đang ở toa tàu. Mồi lửa châm ngòi cuộc xung đột là việc Klaus xuống toa cuối chọn lọc trẻ em. Trong toa tàu tăm tối, chiếc áo khoác vàng chói của cô ta mang đến xung đột màu sắc mạnh mẽ. Điều này báo hiệu cho biến cố sắp xảy ra, khiến người ta bất an. Từ thái độ căng thẳng của Curtis, khán giả nhận ra đây không phải lần đầu. Trả con lại cho tao lũ chó chết này. Bởi vì làm quản lý cấp cao bị thương nên Andrew phải chịu tra tấn dã man. Chuyện này quả là thất vọng. Đây không phải một chiếc giày, mà là sự bất tuân. Đã thấy nó chưa? Đây là cái chết. Giữa nhân tính và băng giá chỉ cách nhau một thứ thôi. Áo hay quần? Không, đó là sự tuân lệnh. Nhân vật Mason này là nhân vật vô cùng quan trọng trong nửa đầu phim. Bà ta không chỉ là người phát ngôn cho tầng lớp lãnh đạo chuyến tàu, mà còn là phép ẩn dụ quan trọng xuyên suốt tác phẩm. Trên chuyến tàu này, ta cần phải ở lại toa tàu mà ta nên ở. Mỗi người trong chúng ta đều phải ở lại nơi mà ta thuộc về. Chiếc giày thì là của bàn chân, cái mũ thì phải đội lên đầu. Tôi là mũ, các người là giày. Tôi ở trên đầu, còn các người ở dưới chân. Bài phát biểu toàn những lời bịa đặt rõ ràng không thuyết phục được bất cứ ai. Vậy nên mới phải trừng phạt Andrew công khai để đe dọa và đàn áp quần chúng. Hành vi dã man này đúng là sự mỉa mai lớn nhất với những kẻ cầm quyền dối trá. Mà lịch sử cũng cho ta biết chẳng thể nào đàn áp nổi những người không chịu áp bức. Thái độ của Gilliam với những lời Mason nói đã phản ánh thân phận khác nhau của họ. Bộ trưởng Mason, mong bà hãy chuyển lời của chúng tôi tới ông Winford. Được thôi, tôi cần chuyển lời gì đây? Nói với Winford rằng tôi cần nói chuyện với ông ta. Ega đi khắp nơi lấy thùng dầu để lắp ráp dụng cụ phá cửa an toàn. Curtis cũng đi tìm một món đồ cực quan trọng khác. Đổi 10 viên chronolệ thì cần bao nhiêu viên protein? Trong phim, chronolệ có thể gây nghiện, đồng thời là phế liệu công nghệ dễ cháy, là một chất không có thật. Anh dùng nói để đổi lấy sự giúp đỡ của Nam Gong. Khi cuộc bạo động sắp nổ ra, quân đội bỗng nhiên tới, đảo lộn kế hoạch. Đối mặt với quân nổi dậy, quân đội có súng nhưng không có đạn chỉ có thể ra vẻ. Khi tình hình đang hết sức căng thẳng, Curtis đi đầu làm gương, giữ lấy báng súng. Chúng không có đạn. Cuộc nổi dậy thuận lợi như trong tưởng tượng. Lúc này, người mạnh nhất của phe nổi dậy cũng đã xuất hiện. Xuyên suốt bộ phim, Ray không có lời thoại nào. Bởi vì theo như tác phẩm gốc, anh là một người câm. Tất cả những hình xăm trên người là thứ để anh giao tiếp. Phiến quân không có xê sát gì đã đến được toa xe làm nhà tù. Ở đây có một chi tiết được cài cắm. Trong tàu hỏa của Winford, những người càng ở gần đầu tàu thì càng có địa vị cao. Mà tòa nhà tù còn ở trước cả toa tàu nơi bọn Curtis sống. Điều này cũng ám chỉ trong mắt của những kẻ cầm quyền trên tàu. Địa vị của những con người dưới đáy xã hội còn không bằng lũ tội phạm bị nhốt trong tù. Thuốc lá của Nam Gong. Không thể tin nổi. Thuốc lá đã biến mất suốt mười mấy năm rồi. Cuộc đấu tranh bộc phát sau đó đã ngầm để lộ danh tính của Nam Gong. Ông là nhà thiết kế đã tạo nên toàn bộ hệ thống an ninh cho đoàn tàu này. Ông là một tinh anh thuộc tầng lớp cao. Nhưng nay ông lại lưu lạc xuống khoang tù, hình tượng đổ nát. Chỉ hơn được những kẻ vô danh ở toa cuối một chút thôi. Có lẽ ông đã mất giá trị với Winford. Hoặc là ông đã đối đầu với Winford, về sau có lẽ có khả năng cao hơn. Ông cho rằng Curtis chỉ muốn cướp quyền, không phải người chung chí hướng với mình. Nam Gong nghĩ Curtis chỉ muốn lợi dụng mình nên không tin tưởng. Cưỡng chế thả cô con gái Iona ra. Cuối cùng, ông ta chấp nhận hợp tác với Curtis nhưng phải gấp đôi chronolệ mới được. Không có ai trong đó hết. Iona phán đoán chính xác được toa tàu tiếp theo không có binh lính. Việc này khiến Curtis rất ngạc nhiên. Iona, cô có nhãn thông à?
nhãn thông là gì? Dường như cô luôn biết đằng sau cánh cửa có gì. Cô được sinh ra trên đoàn tàu này. Cô chưa từng nghe thấy những tạp âm của thế giới bên ngoài. Vậy nên tai rất thính. Quả nhiên, toa tàu tiếp theo không một bóng người. Không biết những tên lính đóng quân ở đây đã đi đâu. Sau 17 năm, những người dân ở toa cuối đã thấy được thế giới ngoài kia một lần nữa. Trời vẫn lạnh, không khí chết chóc. Tất cả đều là không khí chết chóc. Nhưng so với cảnh tượng đổ nát trước mắt, toa xe tiếp theo khiến Curtis Everett chấn động mãnh liệt hơn. Trong Snowpiercer, đạo cụ khiến người ta ấn tượng sâu nhất, không gì vượt qua thanh protein. Cục đông dạng dẻo giống như cao quy linh này là thức ăn duy nhất của các cư dân ở toa cuối. Dù sao mọi người đều biết, ở trong phim, nguyên liệu của thứ này là gì. Anh không thể vẽ cái này, có thể, so với thanh protein được tạo thành từ rán nghiền. Nhân viên chế biến Paul càng đáng chú ý hơn. Đây không phải Paul trong ấn tượng của tôi. Paul vốn là hành khách của toa cuối, bị đưa đến toa chế biến thực phẩm làm thanh protein. Nhưng trong thời gian rời đi này, lời nói cử chỉ của anh ta đều đã thay đổi. Các người muốn lên đầu tàu sao? Được chứ, nhưng tôi không đi với các người. Tôi thuộc về nơi này. Đây là người bị tẩy não đầu tiên xuất hiện trong bộ phim. Paul phục tùng thứ gọi là trật tự của tầng lớp cao trên đoàn tàu, trở thành linh kiện không có suy nghĩ của đoàn tàu. Kẻ đầu sỏ tẩy não chính là chủ nhân đoàn tàu, Winford. Tình báo đến từ người thần bí chỉ dẫn mục tiêu tiếp theo cho quân nổi dậy. Khu cung cấp nước, đúng vậy, đi qua mấy toa nữa là khu làm sạch và tái sử dụng nước. Đó là một trong những khu quan trọng nhất của tàu hỏa. Nước là suối nguồn sinh mệnh, càng là mạch máu của đoàn tàu. Cướp được khu cung cấp nước, quân nổi dậy sẽ nghênh đón giai đoạn thắng lợi. Có điều họ sẽ nhanh chóng biết được. Đám hung hăng vốn ở toa lính gác đều đã đi đâu mất. Đừng mở cửa, gì cơ, đừng mở. Đoạn đánh giáp lá cà trong toa xe mang đậm sắc thái phim Hàn Quốc. Những cảnh quay sắc nét, góc nhìn linh động, lấy nét mờ ảo, cận cảnh động tác biên độ lớn. Cùng với cảnh Curtis Everett dần dần nâng cấp kỹ năng, nhưng trận chiến ngoài dự liệu này lại bị một cảnh khác nữa cắt ngang. Chúng ta sắp đi qua cầu Yekaterina. Chúng ta đang trên cầu. 1987-21, chúc mừng năm mới. Phân cảnh có hơi vô tri này tăng thêm phần hài hước có còn hơn không của bộ phim. Đoàn tàu vòng quanh trái đất một vòng cần thời gian một năm. Lần nữa chạy qua cầu Yekaterina, đồng nghĩa với năm mới đã đến. Đám lính gác dừng tấn công và hô lớn chúc mừng năm mới. Sau khi đoàn tàu hữu kinh vô hiểm phá tan băng chặn đường, Ma Sơn xuất hiện lần nữa tượng trưng cho hòa bình ngắn ngủi sắp kết thúc. Chúc mừng năm mới. Đám ăn chào đá bát. Mặc dù vẫn là lý do thoái thác đó, nhưng Ma Sơn rõ ràng đã hoảng loạn bởi vì quân nổi dậy khống chế khu cung cấp nước. Khi tầng lớp thống trị gặp phải nguy cơ quyền lực, chúng sẽ xé bỏ mặt nạ giả dối để lộ răng nanh, không chỉ muốn củng cố sự thống trị mà còn muốn thực hiện một mục tiêu quan trọng. 74% trong các người đều phải chết. Đây là phục bút về khống chế số người, lần đầu tiên lộ ra manh mối, cũng liên quan đến chủ đề cốt lõi trong phim. Bản chất của nó là vấn đề phân chia tài nguyên. Đoàn tàu là hệ thống độc lập tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hoàn toàn không trao đổi vật chất với thế giới bên ngoài xe. Vậy nên tài nguyên trên xe là hữu hạn, người còn sống càng nhiều, tài nguyên trung bình phân phối cho mỗi người sẽ càng ít, cho đến khi tất cả mọi người đều không thể sống nổi. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của phim này. Đoàn tàu chẳng qua là xã hội loài người bản thu nhỏ. Nhưng trên đoàn tàu, hành khách toa cuối từ lâu đã không còn gì. Môi trường khép kín không thể duy trì cân bằng dân số tự nhiên. Như thế đối với kẻ thống trị mà nói, biện pháp duy nhất chính là cắt giảm số hành khách toa cuối. Nghĩ kỹ lại, chỗ đáng sợ nhất là nhóm lính gác không cần vũ khí tốt hơn, mà chọn búa tay chỉ có thể đánh giáp lá cà. Không phải vì tiện giết người, mà để gia tăng số thương vong phe mình. Bởi vì lính gác cũng có một phần trong 74% số người chết. Trong mắt tầng lớp cao của đoàn tàu, quân nổi dậy và lính gác không có khác biệt, chẳng qua là vật hy sinh như nhau mà thôi. Chan, chúng ta cần lửa. Đoạn ngọn đuốc bắt đầu được truyền lên từ toa cuối, có nghĩa tượng trưng to lớn hơn tác dụng thúc đẩy nội dung. Lửa tượng trong cho ánh sáng và chính nghĩa, là biểu tượng sức sống đầu tiên của loài người, cũng là công cụ để loài người phản kháng bạo chúa. Mượn ánh lửa, trận chiến trong bóng đêm khôi phục thế cân bằng, mà Curtis Everett chớp thời cơ, bắt được Ma Sơn tội ác tày trời. Dù rằng chiến thắng này là dùng sự hy sinh oanh liệt để đổi lấy, dừng tay, chúng mày dừng tay hết, buông vũ khí xuống. Đối với quân nổi dậy mà nói, trận chiến này nghênh đón bước đầu thắng lợi, lấy đây làm cột mốc. Những người sống sót đến toa cung cấp nước rửa sạch máu, cánh tay thứ hai của đoàn tàu bị bắt, khu cung cấp nước cũng bị cướp. Curtis Everett vốn tưởng đã có được lợi thế đàm phán, nhưng lời khai của Ma Sơn tạt cho anh một chậu nước lạnh. Người chúng mày cần tìm là Winford, không phải tao. Đợi khi bọn tao khống chế được khu cung cấp nước, ông ta không thể không đến. Chúng mày sẽ chỉ hại người phe mình. Nguồn nước đến từ toa xe phía trước. Đầu xe của đoàn tàu này sẽ phá băng phá tuyết để tái tạo thành nước, giống như cái vòi của voi, không giống như mong ước. Đánh vào khu cung cấp nước vẫn chưa phải điểm cuối của chiến tranh, chỉ có thể tính là một giai đoạn thắng lợi.
giết một đường tới đầu xe, lật đổ Winford là lựa chọn duy nhất để hoàn thành cách mạng. Nhưng giờ phút này, William lại có ý thoái lui. Cậu vẫn quyết định tiếp tục đi về trước sao? Đương nhiên, bây giờ còn chưa được một nửa. Rất nhiều người đã hy sinh rồi. Bọn họ đều sức cùng lực kiệt rồi. Trong lòng Curtis Everest và hành khách toa cuối, William là hiền giả cắt thịt nuôi ưng. William và Winford sớm đã có thỏa thuận, hợp tác thúc đẩy phát sinh bạo động, tạo thành thương vong. Đến khi hoàn toàn cân bằng được số người trên đoàn tàu, trong đó bao gồm trận bạo động của MacGregor vào 4 năm trước, cậu đã đi xa hơn so với tất cả những người khác. Xa hơn cả MacGregor 4 năm trước, đi được càng xa đối với William mà nói, không phải là một chuyện tốt. Mục tiêu bạo động đã hoàn thành, tiếp tục tiến lên, chết nhiều người hơn, là hy sinh không cần thiết. William cũng là người bị Winford tẩy não, mà Curtis Everest chưa từng tiếp xúc với Winford. Không giống với William, một thanh niên có chí không nản lòng, tinh thần phản kháng trước bất công. Nhưng Curtis hiện tại vẫn chưa nhận ra William không phải thần thánh. Vì vậy, ông đặt hy vọng thắng lợi lên cho Curtis, bảo anh hãy cảnh giác với việc tẩy não của Winford. Khi cậu đến cầu hẹp, thấy cánh cửa lớn để chữ V kép, Winford sẽ đứng sau cánh cửa. Đừng để hắn nói, cắt lưỡi lão đi. Việc William giao phó lại cho con cháu chứng tỏ ông đã hoàn thành sứ mệnh. Khi đám Curtis tiến vào toa nông nghiệp, về mảng hình ảnh trong phim, phim gần nhưng tạo thành một bộ phim khác nữa. Thực trạng phân hóa thứ hạng trên tàu cũng càng lúc càng rõ ràng. Trải nghiệm không khí ngột ngạt ở nửa đầu phim, ngay cả khán giả ngoài đời thực cũng sẽ CHEC lặng trước những điều quen thuộc trong cuộc sống đời thường. Mấy người may mắn lắm đấy nhé. Món này một năm chỉ được ăn hai lần thôi. Với nghề nuôi cá có độ khó cao, làm đến vậy không phải để lấp đầy dạ dày, mà để đáp ứng những nhu cầu xa xỉ. Có người giàu, hiển nhiên sẽ có người nghèo. Nhưng sự phân biệt giàu nghèo ở trước và sau đoàn tàu, nó lớn đến mức có thể gọi là hoang đường. Tiếp tục đi lên trước, xuyên qua toa người giàu. Cảnh tượng trước mắt càng phong phú và lộng lẫy thì càng tạo cảm giác khó chịu. Cảm giác này lên đến đỉnh điểm khi đến toa trường học. Chào buổi sáng, các em. Ta hân hạnh được giới thiệu các vị khách đến từ toa cuối. Vâng, và ta nói gì với các vị khách ở toa cuối nhỉ? Sự phân biệt đẳng cấp của những người trưởng thành như Mason với hành khách toa cuối, đến cả trước mặt con nít cũng không hề che giấu. Nghe nói lũ toa cuối đều là lũ chó lười, ngồi cả trên suỵt của mình. Sự khinh miệt trong lời đứa trẻ chỉ nói thật mà không suy nghĩ. Đằng sau ẩn giấu logic của xã hội tư bản, nếu chúng ta ra bên ngoài con tàu sẽ ra sao? Tất cả sẽ CHEC cóng. Nếu động cơ ngừng chạy thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ CHEC hết. Thế động cơ thiêng liêng là do ai chăm sóc? Ông Winford. Khi đoàn tàu chạy được 3 năm, 7 hành khách đã tìm cách dừng đoàn tàu thần kỳ của Winford để trốn ra ngoài. Hiển nhiên là bọn họ đã thất bại. Đi đầu là một cô gái, một nhân viên quét dọn khu đầu tàu. Cô ấy là người Inuit. Không có gì về băng tuyết mà cô ấy không biết. Những chi tiết kịch bản được ấn dấu trong phim. Người phụ nữ ấy chính là vợ của Nam Gong. Cô ấy đào tàu khỏi chuyến tàu. Cánh đồng tuyết CHEC chóc để Nam Gong cắt đứt với Winford. Cuối cùng, ông bị đẩy xuống toa khách. Từ những quả trứng được phân phát, Curtis lại nhận được thông tin mới. Thật ra đến đây, danh tính thật sự của người cung cấp thông tin bí ẩn đã rất rõ ràng rồi. Đó chính là Winford. Ông ta muốn lôi kéo hợp tác với William, dẫn dắt cuộc bạo loạn của Curtis bằng cái gọi là trí thông minh, hoàn thành việc cân đối dân số. Blood chính là cái giá phải trả cho máu. Còn về máu của ai? Và đương nhiên, không phải máu của Winford. Tay sai đứng đằng sau đã xả súng tiêu diệt phiến quân ở toa lính gác, tuyên bố cuộc bạo loạn của đuôi tàu đã thất bại. Tình tiết tiếp theo chẳng qua là những tiết mục tiêu chuẩn của một bộ phim thương mại. Đánh đấm dế chốc một hồi. Theo sau là những người đồng đội lần lượt hy sinh. Chỉ còn lại Curtis, Nam Gong và Iona. Càng lúc càng đến gần toa đầu phía trước. Cảnh tiếp theo là sự phê phán chủ nghĩa tư bản được Bong Joon-ho thể hiện ở mức độ cao nhất. Trình tự trước sau của các toa tàu không chỉ là bản đồ tầng lớp xã hội. Càng đến gần toa đầu nơi Winford ở, lại càng thể hiện rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản. Nhưng ba toa sau toa đầu, một toa chứa đầy những vũ công tiệc tùng say như CHEC, một toa là những tên nghiện uể oải chậm chạp như thây ma, còn một toa là bộ phận quản lý với vẻ mặt thờ ơ khiến người ta liên tưởng đến thuyết âm mưu. Cảnh trừu tượng theo lối biểu đạt ẩn dụ đã chỉ ra ngõ cụt của chủ nghĩa tư bản, sự thỏa mãn khủng khiếp về ham muốn vật chất. Nhưng khi không còn thời gian để tiến về phía trước và khám phá không gian, con người sẽ rơi vào tình trạng hoang mang và suy đồi trong vô vọng. Mục giữa chờ đợi cái CHEC mà các chính trị gia chỉ nhìn vào, mở cửa nhanh lên. Cậu điên rồi. Curtis và Nam Gong ở trước cửa trận chiến với Winford sẽ là tiếp nối sự khác biệt giữa cả hai gặp lần đầu. Nam Gong không đồng ý cuộc cách mạng của Curtis. Con tàu giới hạn lối đi của mọi người thành hai hướng, hoặc là lùi bước và tuân theo sự sắp xếp của cái gọi là trật tự. Nếu tiến về trước sẽ đánh đổ quyền lực và thay thế nó. William lựa chọn lùi bước. Curtis Lai kiên định tiến về trước. Nhưng theo quan điểm của Nam Gong, họ chưa bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của xã hội giai cấp. Không khá được lồng, dù tiến hay lùi, đều không thay đổi được bế tắc về nguồn lực có hạn và khuôn mẫu giai cấp. Trong tim anh còn có sự lựa chọn thứ ba. Biết tôi muốn nói gì không?
Tôi muốn mở một cánh cửa. Không phải cánh cửa này, cái cửa kia cơ. Ông Winford có tầm nhìn rộng đã phát minh ra thứ gì để bảo vệ những người được chọn khỏi đau khổ. Động cơ vĩnh cửu. Chỉ cần học qua lớp vật lý ở trung học chắc chắn sẽ biết. Theo định luật bảo toàn năng lượng, động cơ vĩnh cửu là thứ không thể tồn tại. Ngay cả với bối cảnh khoa học viễn tưởng cũng phải suy xét kỹ lưỡng về nó. Vì thứ này không cần năng lượng để hoạt động. Thật sự rất khó để có thể tạo ra một bối cảnh khoa học viễn tưởng hoàn hảo. Càng khó để tự bào chữa. Mà Winford dựa vào cỗ máy chuyển động vĩnh viễn, trở thành người thống trị tất cả hành khách. Có thể nói, động cơ vĩnh cửu trong tàu với thời tiết lạnh giá bên ngoài là hai điều kiện cần để đảm bảo nguyên tắc của Winford. Nhưng động cơ vĩnh cửu của ông ta dựa trên sự chà đạp con người. Còn thời tiết lạnh giá thì sao? Các bạn còn nhớ cầu Ekaterina không? Năm mới nào tôi cũng lấy một thứ, một cái máy bay rơi bị vùi dưới tuyết. Bây giờ thân và hai cánh của nó đã hiện ra rồi. Tuyết và băng phủ trên nó đã ít đi. Có nhiều gợi ý trong phim rằng nhiệt độ môi trường đã tăng lên. Ví dụ như khi đi qua cầu Ekaterina, đầu tàu liên tục tông vào rào băng. Mỗi năm chuyến tàu này đều đi qua đây, nên rào băng này rõ ràng là không thể được hình thành trước kỷ băng hà. Mà quan sát hình dạng của rào băng, thấy rõ nước đã tan chảy ra sau đó đóng băng lại khi trời lạnh, và cũng không thể hình thành do sạt sở. Chuyện này có nghĩa sông băng đã tan chảy một phần. Ngay cả tuyết ngoài cửa sổ cũng không còn rơi, mà là mưa. Lúc này, khi nhóm nhân vật chính bị truy lùng, có những bông hoa tuyết bay vào từ cửa sổ vỡ. Hình thái của hoa tuyết đã thay đổi do nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao, độ ấm tầng mây càng tăng. Hình thái của hoa tuyết sẽ càng phức tạp. Quan sát nó có thể phát hiện ra tinh thể rất tinh tế. Vợ Nam Gong đã từng dạy ông các kiến thức liên quan đến băng tuyết, nên ông có thể chắc nịch. Nhiệt độ bên ngoài đã có thể cho phép con người tồn tại được. Vậy nên trong toa tiệc tùng và của những kẻ nghiện, ông ấy đã tích cực thu thập chrono lệ và quần áo lông thú. Nam Gong cần chuẩn bị cho chuyến đào tẩu khỏi đoàn tàu. Cánh cửa đó có thể dẫn ra ngoài. Chúng ta đã bị nhốt hơn 18 năm. Mọi người đều nghĩ nó là một bức tường. Thật ra, khi vợ Nam Gong bỏ mạng ở cánh đồng tuyết, ông luôn chờ đợi cơ hội được ra ngoài nên đã tích lũy chrono lệ. Chơi thuốc chỉ nhân tiện là trò tiêu khiển thôi. Chrono lệ là hóa chất dễ gây cháy, chỉ cần một mồi lửa, nó là bom đấy, thằng nhóc này. Nhưng người biết không khí đang ấm dần lên không chỉ có Nam Gong, cần phải đề cập đến phần đầu của bộ phim. Chi tiết về vụ hành quyết Andrew, với độ cao so với mặt nước biển này, chỉ cần 7 phút, đoàn tàu của Winford buộc phải có chức năng phát hiện nhiệt độ không khí bên ngoài. Nếu không, nhân viên sẽ rất khó phát hiện. Phải mất bao lâu để đóng băng cánh tay của Andrew? Nếu đã như vậy, hiển nhiên Winford chắc chắn đã biết rõ thế giới bên ngoài đang dần tan băng. Nhưng ông ta vẫn không cho phép mọi người ra ngoài, vì nó có nghĩa ách cai trị của ông ta sẽ mất đi tính hợp pháp. Đây là việc ông ta không thể chấp nhận. Curtis Everett, tôi được ông Winford yêu cầu gửi lời mới chính thức. Mời anh cùng ông ấy dùng bữa tối. Kết cục, đoạn hội thoại của Curtis và Winford là cao trào của cả bộ phim. Quay lại toàn cảnh tất cả tiền đề và sự hồi hộp. Kế hoạch của tôi và Gilliam, đừng nói với tôi là cậu không biết chứ. Đồng thời, lý do dẫn Curtis lên đến toa đầu. Ông ta cũng đã ngã bài rồi. Tôi già rồi. Tôi muốn cậu tiếp quản đoàn tàu này. Đây là điều cậu vốn muốn mà. Cũng là điều Gilliam mong mỏi. Nhưng khi xem được kết cục này thì lại thấy hơi chán. Vì Boss đã giải đáp mọi bí ẩn. Chỉ có thể coi đó là một biện pháp xử lý không tổn thất. Vấn đề lớn nhất là sự thiếu sự tham gia cảm giác gây bất ngờ của khán giả. Mà đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Ba điều tiếc nuối nhất của bộ phim. Về việc Winford tẩy não Curtis, sức thuyết phục cũng tạm tạm. Mọi người đang ở vị trí của họ. Duy trì mức dân số tối ưu. Tất cả cải tạo thành cái gì? Nhân loại, chuyến tàu này là thế giới. Chúng ta là nhân loại. Nhiệm vụ lãnh đạo nhân loại được giao phó cho cậu. Không có cậu, Curtis, con người sẽ không còn tồn tại. Hơn việc tẩy não, màn hùng biện của Winford giống ngụy biện và đạo đức giả hơn. Cộng thêm nửa lời nói dối. Nghĩ kỹ lại, những người sau khi bị Winford tẩy não đã thay đổi tính cách, trở thành nạn nhân như những bộ phận máy móc. Có lúc khiến khán giả tưởng rằng Winford có loại sức mạnh thần kỳ nào đó, từ đó khơi dậy mối quan tâm lớn. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta thất vọng. Thứ giúp Curtis thoát khỏi tội lỗi, quay về chính đạo, chính là đứa trẻ. Trong thảm kịch ăn thịt người 17 năm trước, anh suýt dế CHEC Andrew, người bạn đồng hành của mình khi còn nhỏ, khiến anh cảm thấy tội lỗi. Cũng vì hành vi gây hại cho đứa bé đã trở thành điểm yếu chí mạng của anh. Động cơ này tồn tại vĩnh viễn, nhưng đâu phải bộ phận nào của nó cũng vậy. Một trong số đó vừa mất tác dụng, ta cần tìm thứ thay thế. Cảm ơn Thượng Đế, đuôi tàu liên tục sản xuất ra trẻ con. Winford lần nữa chứng minh, trong mắt nhà tư bản chỉ có lợi ích. Đúng vậy, là đánh mất nhân tính. Còn giai cấp vô sản chỉ là những bộ phận có thể thay thế được. Dù là một đứa trẻ đại diện cho tương lai và hy vọng, lão khốn kiếp, Curtis luôn nghĩ mình không xứng làm thủ lĩnh. Nhưng khi đồng bào CHEC thảm, trẻ em được dùng làm nhiên liệu, thực tế khốn khổ khiến anh nhận ra trách nhiệm của mình. Anh không chút do dự hy sinh cánh tay mình cứu đứa bé ra, hoàn thành quá trình đổi từ nhà cách mạng sang lãnh đạo cách mạng. Lần này, Curtis thật sự đã được như ý nguyện. Kết cục của Snowpiercer
Thật ra nó phù hợp với tông màu cả bộ phim, vẫn mang tính ẩn dụ. Nó giống lời khen ngợi ép buộc. Nhưng xét cho cùng, Snowpiercer vẫn là một bi kịch. Sự lương thiện bên trong con người có thể phá vỡ lồng sắt của con tàu, nhưng không thể thay đổi hiện thực. Dù gì trái đất cũng không đủ lớn cho đoàn tàu. Trên thực tế, con người vẫn đang đấu tranh không ngừng để giành lấy tài nguyên,